Bóng đá ở thời đại kim tiền khi đồng tiền là thứ quyết định tất cả, rõ ràng tình yêu không còn là điều kiện tiên quyết để bạn nắm được lợi thế trong môn thể thao vua. Trên thực tế, những ông chủ châu Âu ngày càng nắm thế thượng phong trong công cuộc kinh doanh ở môn thể thao hàng đầu thế giới này. Ngay cả những câu lạc bộ giàu truyền thống được ra đời với nhiều ý nghĩa lịch sử, niềm tin và đam mê cháy bỏng cũng dần được sở hữu bởi những ông chủ vốn xa lạ với bóng đá đỉnh cao. Số ít câu lạc bộ vẫn giữ được truyền thống như Juventus hay Real Madrid cũng dần phải nghĩ cách để thoát ra khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Nhiều ông chủ tìm cách để bán tháo đội bóng một cách sớm nhất khi không còn giữ được lợi nhuận đáng kể. Cũng dễ hiểu thôi, không có tiền thật khó để sống ở thời đại này. Manchester United, câu lạc bộ có lịch sử ra đời gắn liền với ngành đường sắt ở Anh, một biểu tượng cho thời đại công nghiệp ở Anh, cũng gắn liền với đầu máy hơi nước ở thời điểm bấy giờ. Rõ ràng có một truyền thống hào hùng. Thế nhưng giờ đây, họ cũng có lẽ sắp rơi vào tay một ông chủ Qatar khi nhà Glazer không còn sở hữu được đội bóng này. Những ông chủ Ả Rập rõ ràng hoạt động với một phương châm. Họ không cần phải học cách yêu bóng đá, mà đội bóng cần phải học cách để kiếm tiền. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, người đang sở hữu Paris Saint-Germain, được các nguồn tin cho là sẽ cố gắng để mua được cả Manchester United. Để đạt được điều này, tiểu vương Qatar dường như đã sử dụng Hamad bin Yassin bin Jaber Al Thani, một thành viên trong gia đình ông, trở thành người đứng đầu thương vụ. Khoảng thời gian ngấp nghé đầu năm, tập đoàn Rain, đại diện nắm giữ quyền xử lý việc bán Manchester United, đã tiếp cận các nhà đầu tư nhà nước Qatar về vấn đề liệu họ có quan tâm đến việc mua lại câu lạc bộ này hay không. Các nguồn tin thông tin uy tín về các cuộc thảo luận cho biết, phản hồi ban đầu của giới chủ Qatar khá thờ ơ, một phần vì họ nghĩ đó là một cuộc đầu tư mạo hiểm và có phần nghi ngờ liệu chủ sở hữu nhà Glazer thực sự muốn bán bao nhiêu. Đây là một trong những câu hỏi gây nhiều tranh cãi trong tuần này và hiển nhiên trang sử mới của câu lạc bộ nước Anh chưa thể xuất hiện trong ngày hôm nay, một khi câu trả lời cho câu hỏi đó chưa rõ ràng. Tờ The Independent UK cho biết, trận đấu giữa Barcelona và Manchester United đã thể hiện tình hình vì sao mọi thứ diễn ra như vậy. Đây là một trận đấu ở Europa League, nhưng lại từng là đỉnh cao nhất ở đấu trường Champions League. Điều này đã góp phần khiến nhà Glazer băn khoăn liệu bây giờ có phải là lúc để bán tháo hay không. Theo báo cáo đầu tiên của The Independent, tháng 8, nhà Glazer có quan tâm đến việc bán nhưng muốn đổi lại 5 tỷ bảng cho câu lạc bộ. Vụ mua bán này được mô tả giống như sự ồn ào gợi nhớ đến vụ bán lại Chelsea của tỷ phú Abramovich. Khác với Chelsea, giá thầu thậm chí không được nhà Glazer tiết lộ công khai vào thời điểm này. Theo thông tin mới nhất, Sheikh Yassin bin Hamad Al Thani, chủ tịch của ngân hàng Qatari, QIB và là con trai của cựu tiểu vương, đã đệ trình một lời đề nghị hoàn thành việc mua toàn phần câu lạc bộ Manchester United. Sheikh Yassin được coi là một cổ động viên suốt đời của Manchester United, đã cam kết đầu tư vào đội bóng, sân tập và sân vận động của câu lạc bộ nếu tiếp quản thành công. Những người muốn mua Man United sẽ phải gửi một tài liệu chỉ rõ tỷ lệ phần trăm câu lạc bộ họ muốn mua và đề nghị của họ là gì. Trước 10 giờ tối theo giờ Vương quốc Anh, nếu nhà Glazer không hài lòng với giá thầu, điều mà nhiều người coi là một kịch bản có thể xảy ra, họ có thể kéo dài thời hạn đấu thầu câu lạc bộ thêm 2 tuần. Và khi ấy tất cả chúng ta sẽ cùng nhìn vào giới chủ Qatar, nơi chắc chắn đang thống trị các tiêu đề báo về thương vụ này. Đó rõ ràng sẽ là một lá cờ trắng cho bóng đá Anh khi một trong những câu lạc bộ lớn nhất của quốc gia này được mua lại bởi một quốc gia như vậy. Các tỷ phú Anh sẽ hoàn toàn đầu hàng trong cuộc chơi này. Một khi giới chủ Qatar thành công mua lại Manchester United, điều đó đồng nghĩa với việc tất cả các quốc gia quan trọng ở hai bên của cuộc phong tỏa vùng vịnh gồm Qatar, Ả Rập Xê Út hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông qua Abu Dhabi đều sở hữu một câu lạc bộ ở Premier League và giải đấu chỉ trở thành một con cờ cho mục đích cạnh tranh chính trị của họ. Bóng đá Anh sẽ không còn được nhớ đến như một niềm đam mê cháy bỏng dành cho môn thể thao vua, mà sẽ chỉ là nơi các giới chủ Ả Rập chạy đua trên con đường chính trị. Tờ Le Quip cho biết một khi Paris Saint-Germain và Manchester United chung chủ, đó thật sự sẽ là một điều đáng báo động cho câu lạc bộ nước Pháp. Rõ ràng sức hấp dẫn về lợi nhuận của môi trường bóng đá Anh sẽ khiến giới chủ Trung Đông điều chỉnh lại nguồn vốn đầu tư vào Paris Saint-Germain. Trên thực tế, Old Trafford luôn ngập kín khán giả, còn Parc des Princes không thể so được sự cuồng nhiệt và chịu chi của fan so với Manchester United. Nhật báo tiết lộ rằng người Qatar coi Ligue 1 là một hạn chế lớn trong dự án lâu dài của họ, xét cả danh tiếng hoặc tiềm năng sinh lời. Khoản lỗ khổng lồ lên tới 200 triệu euro một năm của Paris Saint-Germain mùa trước thực sự khiến giới chủ lo lắng. Câu hỏi được các giới chủ Qatar đặt ra là liệu có nên tiếp tục đầu tư tiếp hay không khi mà trong 10 năm qua vẫn chưa thể một lần vô địch Champions League. Những thành tích đáng thất vọng của Paris Saint-Germain sau nhiều mùa giải ở đấu trường lớn nhất châu Âu có lẽ đã làm những ông chủ Qatar chán nản và có thể họ sẽ muốn đem con bỏ chợ rồi tập trung đầu tư cho Manchester United khi câu lạc bộ này có nhiều tiềm năng kiếm tiền và sinh lời từ danh tiếng hơn.
Bên cạnh đó, người Qatar cũng cảm thấy thiếu sự ủng hộ, thậm chí là vô ơn sau những lần chỉ trích từ cổ động viên Pháp. Vốn dĩ người Pháp cũng không còn mặn mà vào những thương vụ tốn rất nhiều tiền nhưng không đem lại niềm vui cho họ. Thay vào đó là hết lần này đến lần khác thất bại khi gặp những đội bóng lớn khác. Do đó, nếu người Qatar mua lại thành công Manchester United, các khoản đầu tư vào Paris Saint-Germain khả năng cao sẽ giảm đi đáng kể. Dù không rút vốn hoàn toàn, nhưng dự án tại Paris sẽ không còn nhằm mục đích thống trị châu Âu mà chỉ để duy trì vị thế ở Ligue 1. Điều đó cũng đồng nghĩa Man United sẽ có thể sở hữu nhiều ngôi sao hơn, còn Paris Saint-Germain khi không còn được đầu tư sẽ mất dần những ngôi sao lớn, với quỹ lương sẽ giảm đi đáng kể. Đương nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa giấc mơ chạm tay tới Champions League của Paris Saint-Germain sẽ ngày một xa vời, thậm chí là không thể khi những ngôi sao có thể rời đi. Ngược lại, Manchester United với những đãi ngộ sẽ càng nhận được sự quan tâm của nhiều ngôi sao lớn. Với mức lương kếch xù, sẽ khó có cầu thủ nào từ chối được sức hấp dẫn của câu lạc bộ này, nhất là sau khi đội bóng còn đang có những thành tích khả quan dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Và biết đâu đấy, Frankie de Jong với những yếu tố tích cực trên sẽ không từ chối câu lạc bộ nước Anh nữa. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, và không chỉ có de Jong, sẽ còn rất nhiều ngôi sao khác. Các fan Manchester United có thể hy vọng Jude Bellingham sẽ trở lại Anh một ngày không xa và chơi dưới mái nhà Old Trafford với những điều kiện thuận lợi kể trên. Chúng ta thấy số tiền chi tiêu mà Todd Boehly và Behdad Epali đã vung tay không tiếc ở Chelsea, và có khả năng một chủ sở hữu mới sẽ cố gắng tạo dấu ấn của họ tại Manchester United. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng nếu như Manchester United và Paris Saint-Germain chung chủ, họ sẽ không được phép đối đầu với nhau và cùng thi đấu ở đấu trường Champions League. Luật của UEFA không cho phép hai đội bóng cùng một chủ sở hữu được thi đấu cùng một giải đấu. Nếu thương vụ này diễn ra, rõ ràng giới chủ Qatar đã phải sử dụng chiêu thức lách luật một cách đáng kể. Chính vì thế, trang web của Nhật báo Thể thao tuyên bố rằng lời đề nghị sẽ không đến từ Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, chủ sở hữu hiện tại của Paris Saint-Germain, mà là từ một thành viên trong gia đình anh ta, được giới thiệu là một trong những người đàn ông quan trọng nhất ở Qatar và là nguồn gốc của nhiều khoản đầu tư bất động sản ở Anh. Hamad bin Jassim bin Jasper Al Thani sẽ là một phần của quỹ tư nhân quyết định mua Manchester United. Anh ta được biết đến với cái tên là SBG và đã có những khoản đầu tư đáng chú ý ở London, bao gồm các bất động sản và khách sạn đáng chú ý xung quanh Hyde Park. Cũng có những cách xoay quanh quy tắc đó của UEFA, kết quả là chúng ta đã thấy RB Salzburg và RB Leipzig thường xuyên thi đấu tại Champions League và cả hai đều thuộc sở hữu của tập đoàn Red Bull. Cách giải quyết vấn đề đó là bạn phải chứng minh rằng câu lạc bộ không thuộc sở hữu của cùng một người và cùng cơ cấu quản lý. Tuy nhiên, điều gì cũng sẽ có hai mặt. Sẽ có một số cổ động viên vui mừng trước viễn cảnh những ông chủ sở hữu khối tài sản gần như vô tận đến Old Trafford, nhưng những người khác lại không cảm thấy thoải mái khi họ sở hữu câu lạc bộ của mình. Người Manchester rõ ràng có lý do để không thích điều này, ngay cả khi họ sẽ được đầu tư không khác gì Paris Saint-Germain hiện tại và những năm qua. Nhìn vào bê bối của đất nước về quyền của người lao động, quyền của phụ nữ và cách đối xử với cộng đồng LGBT đã bị chỉ trích trong vài năm qua trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, chắc chắn sẽ gây ra sự tranh cãi không nhỏ nếu người Qatar mua Man United. Tổ chức ân xá quốc tế cho biết giá thầu tiềm năng của Qatar sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh để Premier League tăng cường các quy tắc sở hữu, nhưng mối quan hệ giữa chính phủ Qatar và Vương quốc Anh sẽ là tốt và sẽ không có chuyện Premier League sẽ ngăn chặn lại loại hình đầu tư này. Cũng như trong thương vụ với Paris Saint-Germain, giới chủ Qatar có quan hệ rất tốt với Pháp và chính nước Pháp cũng góp phần vào việc đăng cai World Cup 2022 của quốc gia này. Với Gary Neville, huyền thoại của Manchester United, ông cho rằng nhà Glazer phải rời đi càng sớm càng tốt và câu lạc bộ cần phải thuộc về những người tốt và có tình cảm thực sự với câu lạc bộ. Trái ngược với nhiều người, Neville đứng về phía Sir Ratcliffe thay vì giới chủ Qatar. Sir Jim Ratcliffe sinh ra ở Manchester và hiểu rõ thành phố này. Nếu ông ấy giành được quyền sở hữu câu lạc bộ, sẽ có rất nhiều người hâm mộ Manchester United hạnh phúc và tôi nghĩ ông ấy sẽ muốn làm điều đúng đắn cho câu lạc bộ. Thương vụ này rõ ràng không dừng lại sau những quyết định ở thứ 6. Đó sẽ là một bộ phim dài tập giữa yếu tố tình cảm, truyền thống và phía bên kia là yếu tố lợi nhuận, kinh tế, tiền bạc. Mỗi bên đều có lý của họ, nhưng những sự xáo trộn nhất định sẽ xảy ra một khi giới chủ Qatar thành công mua lại Manchester United. Liệu sẽ có định hình lại của bóng đá thế giới khi Paris Saint-Germain không còn là gã chọc phú chịu chi và Manchester United đã chịu chi còn chịu chi hơn? Chúng ta sẽ sớm biết điều đó thôi.